Một trong những sai sót kỳ lạ nhất của Android là thiếu hỗ trợ gốc cho màn hình lớn, nhưng Android 12.1 có thể giải quyết vấn đề đó, theo một báo cáo mới từ SBA Developer. Google vẫn chưa phát hành Android 12 chính thức, nhưng công ty được cho là đã làm việc trên một bản phát hành cỡ trung để rơi vào khoảng giữa Android 12 và Android 13 của năm tới. Thay đổi lớn nhất trong Android 12.1 từ góc độ hình ảnh là tối ưu hóa cho màn hình lớn hơn. Phiên bản Android của Google giống như một trải nghiệm điện thoại tuyệt vời khi được sử dụng trên các màn hình lớn hơn như máy tính bảng và máy tính bảng có thể gập lại. Đặc biệt là so với trải nghiệm Samsung LED tùy chỉnh, bổ sung tính năng đa nhiệm và liên tục trên nhiều màn hình. Với Android 12.1, điều này được thiết lập để thay đổi. Theo những người làm việc tại SBA, nhiều thay đổi của Android 12.1 là nhằm xây dựng Android cho thị trường có thể gập lại đang phát triển. Màn hình khóa và trung tâm thông báo. Trong số các yếu tố khác, giờ đây có thiết kế bảng điều khiển chia đôi tận dụng kích thước màn hình lớn hơn. Có một phần tử thanh tác vụ mới có thể xuất hiện để chuyển đổi giữa các ứng dụng khi bạn đang làm việc, và giao diện chia đôi màn hình đã được thiết kế lại để dễ kéo hơn trên màn hình lớn khi sử dụng. Cảm ứng. Ngay cả các ứng dụng gần đây cũng đã được thiết kế lại để cho phép bạn chuyển sang chế độ chia đôi màn hình từ ngăn đa nhiệm. Cuối cùng, bạn cũng có thể truy cập ngay vào chế độ chia đôi màn hình từ một thông báo thông qua thay đổi đó được báo cáo là chỉ đang được xem xét tại thời điểm này. Ngoài những thay đổi này được liệt kê, Android 12.1 dường như được thiết lập để mở rộng ngôn ngữ thiết kế Material UI đầy màu sắc từ chỉ dành cho Google Pixel sang hệ sinh thái Android rộng lớn hơn, miễn là các nhà sản xuất điện thoại chọn áp dụng nó. Google đã tập trung vào việc xây dựng trải nghiệm Android màn hình lớn với Chromebook và máy tính bảng Chrome OS, khiến máy tính bảng Android trở nên mệt mỏi. Với sự gia tăng của các thiết bị có thể gập lại, Google hiện đang một lần nữa tối ưu hóa hệ điều hành di động hơn cho màn hình lớn hơn. Tin đồn nói rằng Google có kế hoạch tham gia vào trò chơi với Pixel Fold của riêng mình trước cuối năm nay. Mặc dù bản thân Android 12.1 được cho là sẽ không được mong đợi cho đến cuối mùa đông hoặc đầu mùa xuân. Nhiều thay đổi trong số này là do Google đang bắt kịp các nhà sản xuất thiết bị Android khác. Một Samsung Galaxy Z Flip 3 hiện nay có thể khởi chạy một ứng dụng từ một thông báo, và bến tàu là tiêu chuẩn trên triển khai máy tính bảng Android từ Samsung để Realm OS Harmony của Huawei. Điểm mấu chốt ở đây là các nhà sản xuất điện thoại có thể gặp lại giờ đây sẽ phải làm ít việc hơn rất nhiều để các tính năng màn hình lớn hoạt động trên sản phẩm của họ. Chia sẻ hữu ích nhé!